Xin chào các em học sinh khối 8, trường trung học cơ sở Chu Văn An. Đây là buổi học đầu tiên nên cô sẽ giới thiệu cho các em biết sơ qua về chương trình vật lý 8. Sách giáo khoa vật lý 8 gồm 2 chương, chương 1 cơ học, chương 2 nhiệt học. Học kỳ 1 chúng ta sẽ học chương 1 cơ học. Trong chương 1, các em sẽ được đi tìm hiểu những vấn đề sau: thế nào là chuyển động, thế nào là đứng yên, có những loại ma sát nào, chúng có lợi hay có hại, ai là người nói câu nổi tiếng Eureka. Từ đó ta sẽ giải thích được tại sao tàu to và nặng lại nổi, còn kim nhỏ và nhẹ lại chìm. Thế nào là công và công suất, thế nào là cơ năng, thế năng và động năng, và còn rất nhiều các vấn đề khác nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu dần dần. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em nghe bài 1 chuyển động cơ học. Nội dung bài 1 gồm có 4 phần. Phần 1 lắp mã: làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Phần 2 lắp mã: chúng ta đi tìm hiểu tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Phần 3 lắp mã: nhận diện được một số chuyển động thường gặp trong cuộc sống. 4 lắp mã: vận dụng những kiến thức vừa học để giải một số bài tập đơn giản. Hàng ngày các em quan sát đều thấy mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. Như vậy có phải là mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên không? Bài học này sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trên. Chúng ta đi vào phần 1 lắp mã: làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên. Các em hãy đọc và trả lời câu hỏi C1. Làm thế nào để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời đang chuyển động hay đứng yên? Ví dụ đối với ô tô, dễ dàng căn cứ vào những dấu hiệu sau đây để nhận biết ô tô chuyển động. Thứ nhất, ta có thể dựa vào bánh xe của ô tô. Nếu nó đang quay, nghĩa là ô tô đang chuyển động. Thứ hai, ta có thể dựa vào âm thanh to nhỏ của động cơ. Nếu tiếng nổ của động cơ ngày càng nhỏ dần, nghĩa là ô tô đang chuyển động rời xa chúng ta. Hoặc ta có thể dựa vào vị trí của ô tô so với cái cây. Nếu vị trí của ô tô thay đổi so với cái cây thì ô tô chuyển động. Còn nếu vị trí của ô tô không thay đổi so với cái cây thì ô tô sẽ đứng yên. Trong vật lý, để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên, ta không dựa vào một số những dấu hiệu ta vừa liệt kê, mà ta chỉ dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn là vật mốc. Trong ví dụ trước, ta đã chọn cây xanh là vật mốc. Vậy thế nào là vật chuyển động? Khi vị trí của một vật thay đổi theo thời gian so với vật mốc, thì vật chuyển động so với vật mốc đó. Ngược với chuyển động là đứng yên. Thế nào là vật đứng yên? Khi vị trí của một vật không thay đổi theo thời gian so với vật mốc thì vật đứng yên so với vật mốc đó. Vật mốc là gì? Vật mốc, ta có thể chọn bất kỳ vật nào làm vật mốc. Ta thường chọn vật mốc là trái đất và những vật gắn liền với trái đất như cây cối, nhà cửa, cột điện. Vậy tại sao phải chọn những vật gắn liền với trái đất? Chúng ta qua ví dụ sau. Trong tình huống sau, vật nào chuyển động so với vật nào, các em quan sát rất dễ dàng, ta trả lời là con ngựa chuyển động so với cây bên đường. Vật mốc ta chọn là cây bên đường. Thế câu hỏi ngược lại, nếu chọn vật mốc là con ngựa đang chạy thì cây được coi là chuyển động hay đứng yên? Tại sao? Bây giờ các em hãy quan sát, nếu lấy con ngựa làm vật mốc thì vị trí của cái cây có thay đổi so với con ngựa hay không? Rõ ràng theo thời gian vị trí của cây đã thay đổi so với con ngựa. Vậy cây được coi là chuyển động so với con ngựa. Vậy cùng một tình huống xảy ra, nếu ta chọn hai vật mốc khác nhau. Thứ nhất, chọn vật mốc là cây gắn với trái đất thì ta rất dễ dàng trả lời là con ngựa chuyển động so với cây. Còn trường hợp 2, chọn vật mốc là con ngựa đang chạy, câu trả lời này hơi khó. Ta lại phải suy nghĩ một chút. Ta dựa vào định nghĩa, xét xem vị trí của cái cây có thay đổi không. Đó chính là lý do tại sao ta nên chọn vật gắn với trái đất là vật mốc.
Chuyển động cơ học được định nghĩa như sau: sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học, gọi tắt là chuyển động. Như vậy, các em đã biết thế nào là vật chuyển động, thế nào là vật đứng yên. Vì vậy, các em rất dễ dàng đi tìm ví dụ về vật chuyển động và ví dụ về vật đứng yên. Trong đó, hãy chỉ rõ vật được chọn làm mốc trong từng ví dụ. Ví dụ 1, em đạp xe đến trường thì em chuyển động so với cổng trường. Vật mốc ở đây là cổng trường. Ví dụ 2, em đạp xe đến trường thì em đứng yên so với xe đạp. Vật mốc ở đây là xe đạp. Các em thấy ví dụ 1 và ví dụ 2 cùng một tình huống xảy ra, đó là em đạp xe đến trường. Nhưng chúng ta có hai câu trả lời khác nhau. Lúc thì nói em chuyển động, lúc thì nói em đứng yên. Vậy để hiểu rõ về vấn đề đó, chúng ta đi sang phần 25 mã. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Các em quan sát hình ảnh một đoàn tàu đang chạy trên đường ray rời khỏi nhà ga. Câu hỏi C4, so với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Muốn biết được điều đó, các em xét vị trí của hành khách so với nhà ga. Rõ ràng, theo thời gian, vị trí của hành khách thay đổi so với nhà ga. Vậy câu trả lời là so với nhà ga thì hành khách chuyển động. Câu hỏi tiếp C5, so với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên, tại sao? Các em quan sát thấy đoàn tàu đang chạy, nhưng vị trí của hành khách so với toa tàu lại không thay đổi. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là so với toa tàu thì hành khách lại đứng yên, vì vị trí của hành khách không thay đổi so với toa tàu. Vật mốc ở đây là toa tàu. Ta có hai cách trả lời đều đúng cả, đó là hành khách chuyển động hoặc hành khách đứng yên. Sở dĩ có sự trả lời khác nhau như vậy, đó là do ta chọn vật mốc khác nhau. Vì vậy, người ta nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, tùy thuộc vào vật chọn làm mốc. Đối với câu hỏi C6, các em hãy dựa vào câu trả lời ở phía trên để tìm ra từ thích hợp điền vào chỗ trống cho câu nhận xét sau đây. Sau khi mình đã hiểu rõ câu C4 và C5, thì chúng ta có thể điền từ vào chỗ trống như sau. Một vật có thể chuyển động đối với vật này, nhưng lại đứng yên đối với vật khác. Câu hỏi C7, hãy tìm ra ví dụ khác để minh họa cho nhận xét trên, có nghĩa là minh họa cho tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Ta có thể lấy ví dụ như sau. Một ô tô đang chạy trên đường thì có thể nói ô tô chuyển động so với nhà cửa bên đường, nhưng ô tô lại đứng yên so với vật mốc là tài xế. Quay trở lại câu hỏi ở đầu bài, có phải là mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên hay không? Các em đã được học ở bộ môn địa lý, các em đã biết được trái đất luôn luôn chuyển động xung quanh mặt trời. Vậy để trả lời được câu hỏi này, ta dựa vào kiến thức vật lý vừa học. Ta xét xem, theo thời gian từ sáng đến chiều thì vị trí của mặt trời có thay đổi so với trái đất hay không? Ta đã thấy mặt trời thay đổi vị trí so với trái đất hoặc những vật gắn trên trái đất như núi, cây cối. Vì vậy, có thể coi là mặt trời là chuyển động. Khi đó, ta lấy vật mốc là trái đất. Câu trả lời đó sẽ đúng nếu lấy vật mốc là trái đất. 35 mã, một số chuyển động thường gặp. Cô giới thiệu với các em về khái niệm quỹ đạo chuyển động. Đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian gọi là quỹ đạo chuyển động. Dựa vào hình dạng của quỹ đạo, người ta đặt tên cho chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn. Chuyển động tròn là trường hợp đặc biệt của chuyển động cong. Em hãy cho biết dạng chuyển động của máy bay, của quả bóng bàn và của đầu kim dây đồng hồ. Khi máy bay chuyển động thì quỹ đạo chuyển động của máy bay là đường thẳng, cho nên người ta nói chuyển động của máy bay là chuyển động thẳng. Khi quả bóng bàn chuyển động thì quỹ đạo của nó là đường cong, cho nên người ta nói quả bóng bàn chuyển động cong. Khi kim dây chuyển động thì đầu kim dây vạch ra quỹ đạo tròn,
cho nên người ta nói chuyển động của đầu kim dây là chuyển động tròn. Sang phần vận dụng, các em đi trả lời câu hỏi C10. Mỗi vật trong hình 1.4 chuyển động so với vật nào? Đứng yên so với vật nào? Ở hình 1.4, chúng ta coi như là có 4 vật. Vật thứ nhất đó là ô tô, phải hiểu là đang chạy. Vật thứ hai là người lái xe. Thứ ba là người bên đường. Thứ tư là cây cột điện. Để cho dễ trả lời, ta có thể kẻ thành bảng như sau. Cột hàng dọc là 4 vật ta đang cần xét trạng thái đứng yên hay chuyển động. Cột hàng ngang đó là những vật mốc. Các em vừa học, muốn biết được một vật chuyển động hay đứng yên thì ta xét vị trí của vật đó có thay đổi hay không thay đổi so với vật mốc. Áp dụng vào bài này, ta xét xem vị trí của ô tô có thay đổi so với người lái xe không. Rõ ràng là không thay đổi, vậy ta điền vào đây là đứng yên. Vị trí của ô tô có thay đổi so với người bên đường không? Có thay đổi, thì ta điền từ chuyển động. Vị trí của ô tô có thay đổi so với cột điện không? Có thay đổi so với cột điện, vì vậy ô tô chuyển động so với cột điện. Tương tự như vậy, người lái xe có thay đổi vị trí so với ô tô không? Không thay đổi vị trí, vì vậy đứng yên. Vị trí của người lái xe có thay đổi so với người bên đường không? Có thay đổi vị trí, ta điền chuyển động. Người lái xe có thay đổi vị trí so với cột điện không? Có thay đổi vị trí so với cột điện, ta điền chuyển động. Bây giờ nó hơi khó một chút. Người bên đường có chuyển động so với ô tô không? Em nhớ là ô tô đang chạy. Thì ta xét vị trí của người bên đường có thay đổi theo thời gian so với ô tô không? Ta thấy là cái câu trả lời này hơi khó. Người bên đường rõ ràng chân không bước, nhưng vị trí của người đó có thay đổi so với ô tô. Vì vậy ở đây ta điền chuyển động. Tương tự vậy, vị trí của người bên đường có thay đổi so với người lái xe không? Có thay đổi. Vì vậy người bên đường chuyển động so với người lái xe. Và tất nhiên người bên đường đang đứng bên cạnh cột điện, cho nên người bên đường sẽ đứng yên so với cột điện. Tương tự như vậy, cây cột điện mặc dù nó gắn chặt với trái đất, nhưng nó có chuyển động so với ô tô đang chạy không? Ta xét vị trí của nó có thay đổi so với ô tô đang chạy. Vì vậy cây cột điện chuyển động so với ô tô. Cây cột điện cũng chuyển động so với người lái xe, vì vị trí của cây cột điện thay đổi theo thời gian so với người lái xe. Cây cột điện sẽ đứng yên so với người bên đường, do vị trí của cây cột điện không thay đổi so với người bên đường. Hoặc các bạn có thể trả lời theo dòng hàng ngang như 4 dòng phía dưới đây cũng được. Tiếp theo, câu C11, có người nói khi khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên so với vật mốc. Theo em, nói như thế có phải lúc nào cũng đúng không? Hãy tìm ví dụ minh họa cho lập luận của mình. Các em đã biết, khi vật đứng yên thì vị trí của vật không thay đổi so với vật mốc và khoảng cách của vật đến vật mốc cũng không thay đổi. Nhưng bây giờ cô cho các em quan sát một chuyển động tròn của kim dây đồng hồ. Các em thấy khoảng cách từ đầu kim dây tới trục quay của nó luôn luôn không đổi, nhưng vị trí của kim dây tới trục quay của nó luôn luôn thay đổi. Vậy ta thấy rõ ràng kim dây đang chuyển động tròn xung quanh vật mốc là trục quay của nó. Cho nên chúng ta trả lời cho câu C11 như sau. Khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên. Nói như vậy không phải lúc nào cũng đúng, có trường hợp sai. Ví dụ như vật chuyển động tròn quanh vật mốc, cụ thể là chuyển động tròn của đầu kim đồng hồ. Cô đã giảng xong cho các em nghe về bài số 1. Bây giờ cô hướng dẫn các em học ở nhà. Việc thứ nhất là các em chép bài, học bài, làm bài tập trong file Word. Việc thứ hai, các em chuẩn bị bài mới, bài 2, bài vận tốc. Tìm hiểu xem để biết ai chạy nhanh, chạy chậm ta căn cứ vào cái gì. Vận tốc là gì? Công thức tính vận tốc, đơn vị của vận tốc. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thân mến, chào các em.